chào tất cả anh chị em trong group và em xin chào thầy Dương Trung Hiếu. Em tên là Vũ Thế Việt, hôm nay em 35 tuổi, hiện em đang sinh sống tại Nam Định. Hiện tại bây giờ em cũng mới về nước, trước kia thì em có sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Em mới về nước được gần 2 tháng nay, vẫn chưa tìm được cái công việc gì phù hợp. Thì hôm nay em tham gia group mong muốn là kiếm được một cái việc để làm và kiếm thêm thu nhập thu động cho mình. Thì hôm nay em làm một đoạn video giới thiệu về mình để được thầy và các anh chị em xem xét cho em để tham gia và giúp đỡ dìu dắt em trên con đường làm mô kiếm tiền. Thứ nhất là để cho bản thân mình có được một số tiền để chi tiêu hàng ngày và có thể thành công, sau đó mình có được chút ít kinh nghiệm, mình sẽ mang thành công của mình ra để chia sẻ với cộng đồng, mang lại cái giá trị cho cộng đồng. Nghĩ rằng cuộc đời này sinh ra hai bàn tay trắng, chết đi trắng hai bàn tay, không mang theo cái gì, cho nên cái giá trị mà em nghĩ là nếu mà mình thành công có thể chia sẻ, có thể mang cái kinh nghiệm của mình chia sẻ cho mọi người cũng thành công như mình, nó là cái giá trị cốt lõi của cuộc sống và nó mang lại cái giá trị thiết thực nhất cho cộng đồng. Em rất mong thầy của tất cả anh chị em dìu dắt em trên con đường làm mầm mống ô, và hy vọng là em sẽ làm thành công để em có thể thực hiện những cái dự định của mình trong tương lai. Và cuối cùng em xin chúc thầy cùng tất cả anh chị em trong group có một sức khỏe và một năng lực sáng tạo để có thể cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng, cho cộng đồng của mình ngày càng phát triển và đem lại những giá trị thiết thực nhất cho tất cả mọi người để mọi người cũng được thành công như mình. Đến đây em xin hết và em xin cảm ơn anh.